Hậu thế chuyển kịch Chí Thần Đại Oán. Người và người sống chung là khó nhất. Làm việc khó, làm người càng khó. Người và người sống chung với nhau đều chẳng tránh khỏi lắm lúc ý kiến bất đồng, cách nhìn không nhất trí. Lúc đó nếu một bên không chịu nhẫn nhường thì bỉ thử trong tâm đều chẳng vui. Cho nên sự bất hòa này là có oán. Nếu oán không giải trừ được, tích lũy lâu rồi thì biến thành hận, thì sự việc rắc rối. Cho nên hữu sở khỏe nộ. Trong bản của Khương Tăng Khải, trong câu này còn có hai câu: kim thế hận ý, biến tương tăng cực. Trong đời này chúng ta chỉ có tí oán hận, mối oán hận nho nhỏ, có một tí sự việc không vui, nhưng đến đời sau là chuyển kịch. Nếu anh không thể hóa giải thì là chuyện rắc rối, mối oán hận này càng tích lũy càng nghiêm trọng, biến thành mối thù hận lớn, chí thành đại oán, cho nên gọi là oan oan tương báo, chẳng hết chẳng liễu. Chúng ta sống trong thế gian này, tỉ mỉ mà quan sát giữa người và người, báo ân thì ít, báo oán thì nhiều. Người nhà cha con đều chẳng ngoại lệ, báo oán nhiều. Còn vợ chồng hiện nay thử xem Trung Quốc và ngoại quốc, nơi nơi đều thấy, anh xem con số ly hôn cao biết mấy. Ban đầu chẳng phải rất tốt hay sao, qua vài ngày thì trở mặt, trở thành oan gia đối đầu. Cho nên chúng ta vẫn phải nhìn cho rõ, giả đấy chẳng phải thật, chớ quá tha thiết. Đời người tệ thế gian này mấy mươi năm thì cũng giống như người lữ khách vậy, qua hai ngày thì lại đi rồi, hà tất cùng địa phương này hết lòng thiết tha như vậy, cùng họ kết oán cùng như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là cái lỗi lầm lớn nhất. Khách thường thường nghĩ đến, ta là kẻ lữ hành, ta là khách, chỉ vài ngày thì lại phải ra đi, cùng với mọi người hoan hoan hỷ hỷ sống chung với nhau thì tốt biết mấy. Bất cứ việc chi khó khăn thể đều tha thứ cho họ. Đừng nên để trong lòng, như vậy thì tốt, thì tự tại vậy. Thế gian chi sự cánh tường khoảng hoại, tuy bất lâm thời, ưng cấp tưởng phá. Đây là nói với chúng ta, sự việc trên thế gian này đều là hổ tương báo đền lẫn nhau. Hổ tương báo đền. Nếu như hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, thì tâm anh tự nhiên sẽ định. Tỷ như nói, chúng ta ngày nay sống trong xã hội này bị kẻ khác đánh lừa, bị kẻ khác làm thiệt thòi. Kỳ thật chẳng có sự việc này. Tại vì sao? Nó có báo đền. Bởi thế
nên quyết định chẳng có một người nào thật sự thiệt thòi, cũng chẳng có một người nào thật sự chiếm ưu thế của kẻ khác. Chẳng có. Anh đã đoạt lấy tiền của người ta, tương lai phải trả nợ. Anh hại mạng người ta, tương lai phải đền mạng. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Nhân quả không bao đời đấy mà. Chẳng có ai thiếu ai được cả. Cho nên chân tướng sự thật này quả nhiên thông đạt rồi. Tiền tài của tôi bày ra nơi đó, tôi tuyệt đối nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Người ta lấy đi, tùy tiện ai lấy cũng được. Nếu là của tôi thì tương lai anh vẫn sẽ cúng dường cho tôi. Nếu chẳng phải của tôi, vậy thì anh nên lấy đi, phải không? Cho nên anh sẽ chẳng để ý. Chẳng để ý thì tâm an rồi, thì vui vẻ rồi, thì sẽ chẳng vì những sự việc này mà u sầu. Đây đều là chân lý, chân tướng của sự thật. Vậy còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật, tâm địa tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên chánh trực, sẽ chẳng khởi tâm tham đi lợi dụng người ta. Tôi lợi dụng người ta, tương lai kiếp sau phải trả nợ. Việc này rắc rối biết mấy. Những gì họ thiếu tôi, thôi bỏ đi, chẳng cần nữa, toàn bộ thủ tiêu, tôi chẳng cần họ trả nữa, trả cũng rắc rối. Món nợ này dứt hết rồi. Ta thiếu họ thì phải trả, họ thiếu ta thì chẳng cần. Thì là tự tại vậy. Cho nên gọi là ưng cấp tưởng phá. Phải mau mau tưởng phá. Tưởng phá tức là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì đương nhiên có thể buông xuống. Người tại sao không thể buông xuống được? Vì chưa nhìn thấu. Nhìn thấu thì có thể buông xuống. Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc, tự đương, vô hữu, đại giả. Cái này là chân tướng sự thật. Tất cả phải hiểu rõ. Một người ở tại thế gian này, ở trong lục đạo, đều là cái nghiệp của chính mình tạo, chính mình thọ báo. Có thể nói, bất luận chúng ta trong đời này rất hạnh phúc, hoặc giả là rất khổ não, đều là tự làm tự chịu. Quyết định không thể oán trời trách người, không thể được. Đều là cái nghiệp của tự mình tạo, tự mình trong đang thọ báo. Cho nên độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, chẳng có người làm bạn. Vợ chồng ân ái thêm mấy, lúc mệnh chung đều phải phân ly, cũng chẳng nhận ra nữa, cũng chẳng gặp mặt nhau nữa. Đây là sự thật, nhất định phải biết. Tại sao vậy? Họ hai người tạo cái nghiệp khác nhau, họ làm sao có thể đi cùng một đạo được? Cho nên khổ lạc tự đương, chứ tự đương tức là tự mình thọ lãnh, tự làm tự chịu, chẳng có ai có thể thay thế được. Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Đây là nói một người sau khi chết đi, luân hồi. Mỗi một người, các tùy nghiệp của họ, thiện ác biến hóa, thiện có thiện quả, ác có ác báo. Truy trục tức là cái nghiệp lực này đang chi phối anh, khiến anh đến đó đi đầu thai, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Cho nên hiểu rõ sự thật này, anh mới biết được cái khả quý của Tây phương thế giới. Tây phương thế giới đích thực là người thân bạn lành, đồng tham của chúng ta. Trong đời quá khứ niệm Phật đã vãng sanh, chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới thì mới thường thường tụ hội ở một nơi. Nếu như chẳng sanh đến Tây phương thế giới, muốn tương lai sanh đến lại tụ hội một chỗ, đó là vọng tưởng của anh, chẳng phải sự thật. Sự thật là hội kiến vô kỳ, cái này mới là sự thật. Hà bất ư cường kiến thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đại hồ. Phật ở chỗ này khuyên chúng ta, hiện tại thân thể chúng ta rất khỏe mạnh, rất cường tráng, tại sao chẳng thừa dịp này nỗ lực để niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Chỗ này nói đến vấn đề tu thiện, tức là chỉ cho niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
tuân thủ giáo giới của Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chúng ta tịnh tông đồng tu, đặc biệt đề ra năm khoa mục của lúc bình thường tu thiện. Năm khoa mục thì dễ nhớ. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là đại căn đại bổn. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tam phước đấy, là khoa mục thứ nhất. Khoa mục thứ hai là lục hòa, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Đây là lục hòa. Với điều cơ bản này nhất định phải tuân thủ. Từ trên cơ sở này lại tu tam học, giới học, định học, tuệ học, lại học cách giữ nguyên tắc sự thế đối người của Bồ Tát, lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sau cùng lại tu thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, từ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai đến phổ giai hồi hướng. Đây là trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, xử thế đối người tiếp Phật tất phải tuân theo lời giáo huấn. Điều này tức là nỗ lực tu thiện vậy. Nhiên hậu lại phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì cái thiện này của anh mới viên mãn. Cái thiện này của anh sẽ chẳng thối chuyển, đó mới gọi là chân thiện. Giả như chẳng cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, cái thiện của anh tương lai có thể được nhân thiên đại phước báo, đời sau là nhân thiên đại phước báo. Khi phước báo hưởng hết rồi lại phải đọa lạc, cho nên cái thiện đó thì là chẳng cứu cánh. Chúng ta nhất định phải tu cái thiện chân thật cứu cánh viên mãn, tức là quyết định phải cầu sanh tịnh độ. Dục hà đãi hồ, tức là không thể chờ đợi thêm nữa. Anh còn phải chờ đến bao giờ? Ngay bây giờ thì phải làm, không thể chờ đợi thêm nữa. Có số người trước kia khi tôi xuất gia chẳng bao lâu, tôi có quen một vị trưởng lão ở Đài Loan. Tôi đi gặp ông ta, ông lúc đó đã hưu trí. Tôi nói sự lợi ích của Phật pháp với ông ta cũng tán thành. Đối với sự xuất gia của tôi, ông cũng rất tán thành. Ông nói con đường của thầy đi rất chính xác, không sai. Tôi khuyên ông ta niệm Phật, ông nói tôi còn phải chờ thêm vài năm nữa, bây giờ còn có việc phải làm, vẫn chưa được. Tôi phải chờ thêm vài năm nữa, mới qua hai năm thì ông ta chết mất, lại phải đi luân hồi nữa, không thể chờ, chờ không được. Xin chớ tưởng rằng tôi hiện nay hãy còn trẻ, tôi còn có sự nghiệp, trong gia đình còn phải chiếu cố, chờ thêm vài năm nữa, chờ vài năm nữa mới tu. Anh có ký hợp đồng với vua Di Vương không? Anh biết anh vẫn có thể trụ thế bao nhiêu năm nữa hay sao? Nên biết rằng một hơi thở không hít vào nữa thì là đời sau rồi. Không thể nói hãy còn trẻ. Huỳnh tuyền lỗ thượng vô lão thiểu. Chúng ta hãy thử nhìn những ngôi công mộ nơi nghĩa trang kia, nhìn xem những bài vị siêu độ, biết bao nhiêu là người trẻ. Cho nên quyết định không thể chần chờ. Chúng ta nghe được rồi, hiểu rõ rồi thì hãy lập tức đi làm, phải hết lòng nỗ lực để tu hành. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ vậy.